Vừa qua, FPT Semiconductor, doanh nghiệp sản xuất chip thuộc tập đoàn FPT, ra mắt sản phẩm đầu tiên trong lĩnh vực IoT, ứng dụng trong ngành y tế. Viettel cũng sản xuất được chip dùng cho các thiết bị 5G và sẽ sớm thương mại hóa. Đây là những tín hiệu đáng khích lệ cho ngành vi mạch Việt Nam. Theo các chuyên gia, trong cuộc đua của các nhà sản xuất chip phát triển trong ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu, Việt Nam đang nổi lên là một trong những điểm đến mới hấp dẫn. Hi, Tí quay trở lại rồi đây. Chúc các bạn một ngày tuyệt vời. Dạo gần đây, ngành chip trên thế giới vẫn cực kỳ nóng bỏng. Mối quan tâm và động thái của Việt Nam với ngành chip vẫn đang rất sốt. Gần đây có một số bài báo nước ngoài đưa tin về ngành chip Việt Nam. Mời các bạn theo dõi xem Báo Thế Giới phân tích gì về lĩnh vực mới mẻ này nhé. Vừa qua, FPT Semiconductor, doanh nghiệp sản xuất chip thuộc tập đoàn FPT, ra mắt sản phẩm đầu tiên trong lĩnh vực IoT, ứng dụng cho ngành y tế. Viettel cũng sản xuất được chip dùng cho các thiết bị 5G và sẽ sớm thương mại hóa. Đây là những tín hiệu đáng khích lệ cho ngành vi mạch Việt Nam. Theo các chuyên gia, trong cuộc đua của các nhà sản xuất chip phát triển trong ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu, Việt Nam đang nổi lên là một trong những điểm đến mới hấp dẫn. Việt Nam cũng được đánh giá là một thị trường mới nổi điển hình, có cơ hội tham gia sâu vào chuỗi cung ứng chất bán dẫn với tiềm năng tăng trưởng rất lớn. Ba lợi thế phát triển ngành vi mạch Việt Nam. Ngày 11 tháng 11, Hiệp hội Semi Đông Nam Á, SEMICI, phối hợp với Hội Công nghệ vi mạch bán dẫn thành phố Hồ Chí Minh, HSIA, khu vực công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh, SHTP, tổ chức hội nghị thượng đỉnh kinh doanh Việt Nam với chủ đề Kết nối Việt Nam với hệ sinh thái bán dẫn Đông Nam Á. Mục đích của hội nghị nhằm trao đổi, tìm hiểu cơ hội tăng trưởng cho ngành bán dẫn của Việt Nam và trên toàn hệ sinh thái điện tử Đông Nam Á. Đồng thời, đây cũng là dịp chia sẻ quan điểm của các nhà lãnh đạo doanh nghiệp trong khu vực, các chính sách đầu tư của chính phủ, các sáng kiến phát triển tài năng và xu hướng chuyển đổi kỹ thuật số của Việt Nam. Phát biểu tại đây, ông Phạm Đức Long, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông cho rằng nguồn nhân lực lao động phổ thông, kỹ sư trình độ cao dồi dào là một trong ba lợi thế quan trọng để phát triển ngành vi mạch Việt Nam. Đánh giá về lợi thế thứ hai, theo Thứ trưởng Phạm Đức Long, hệ thống của các khu công nghệ cao, khu công nghệ tập trung các trung tâm kinh tế lớn của cả nước như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng tạo không gian làm việc, cộng đồng doanh nghiệp ICT lớn. Thứ trưởng cho hay, trong số này có nhiều doanh nghiệp với vai trò dẫn dắt như Viettel, FPT, các startup, doanh nghiệp vừa và nhỏ trong lĩnh vực ICT. Yếu tố thứ ba được đánh giá là lợi thế để phát triển ngành vi mạch Việt Nam chính là khung thể chế đã dần được hoàn thiện. Thứ trưởng cho biết, vai trò của chính phủ là rất quan trọng với việc ban hành nhiều chính sách, hành lang pháp lý, tạo điều kiện cho ưu đãi đầu tư và phát triển các lĩnh vực công nghệ cao. Trong đó, vi mạch bán dẫn được đánh giá là ưu tiên hàng đầu. Bộ Thông tin và Truyền thông đang hoàn thiện dự thảo chiến lược phát triển ngành công nghiệp ICT trình chính phủ, Thứ trưởng Thông tin. Cùng với đó, Bộ Thông tin và Truyền thông cũng nghiên cứu đề xuất trình Quốc hội thông qua luật phát triển ngành vi mạch với mong muốn hoàn thiện thể chế cho ngành công nghiệp ICT. Theo Thứ trưởng Phạm Đức Long, với sự phát triển của các khu công nghệ cao ở vị trí thuận lợi, nguồn nhân lực dồi dào, Việt Nam đã trở thành điểm đến đầu tư cho các doanh nghiệp sản xuất chip hàng đầu thế giới như Intel, Samsung và các công ty thiết kế chip như Synopsys, Renesas. Với việc trong nước thời gian qua cũng đã đạt được một số thành tựu, điển hình như việc vào hồi tháng 9, doanh nghiệp sản xuất chip thuộc tập đoàn FPT đã ra mắt sản phẩm đầu tiên trong lĩnh vực IoT, ứng dụng cho ngành y tế. Hay Viettel cũng sản xuất được chip dùng cho các thiết bị 5G và sẽ sớm thương mại hóa. Thứ trưởng Long đánh giá, đây được coi là bước tiến đáng khích lệ cho ngành vi mạch của Việt Nam. Việt Nam có cơ hội tham gia sâu hơn vào ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu. Tại hội nghị, ông Karen Leo, Phó Giám đốc điều hành Singapore Global Network khẳng định, Việt Nam đang trở thành điểm đến mới của ngành công nghiệp bán dẫn, đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển của các ngành công nghiệp phụ trợ, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế đất nước. Cùng quan điểm, bà Linda Tan, Chủ tịch Hiệp hội Smile Đông Nam Á, cũng đánh giá cao tiềm năng phát triển ngành vi mạch Việt Nam. Bà Tan nhấn mạnh, Việt Nam là một thị trường mới nổi trong chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu và sẽ tiếp tục phát huy tiềm năng tăng trưởng rất lớn. Chúng tôi đã thành lập một nhóm hơn 50 đại biểu từ hơn 8 quốc gia để thảo luận nhằm thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp bán dẫn của Việt Nam và chuỗi cung ứng vi điện tử Đông Nam Á, Chủ tịch Smile cho hay. Hội nghị thượng đỉnh kinh doanh Việt Nam lần này góp thêm vào tầm nhìn của Hiệp hội SMI Đông Nam Á nhằm thúc đẩy chuỗi cung ứng trong khu vực. Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Anh, trưởng ban quản lý khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh, hiện Việt Nam cũng có gần 5.000 kỹ sư làm việc trong lĩnh vực thiết kế vi mạch, trong đó chủ yếu tập trung tại thành phố Hồ Chí Minh. Đồng thời, thành phố cũng được đánh giá là điểm đến lý tưởng cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực thiết kế vi mạch. Nguồn nhân lực và việc thu hút đầu tư nhiều doanh nghiệp sản xuất vi mạch
khiến thành phố Hồ Chí Minh được coi là điểm đến lý tưởng cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực này, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Anh Thi cho biết. Trưởng ban quản lý khu công nghệ cao của thành phố cho biết, sứ mệnh của SHTP là xây dựng nền tảng cho các ngành công nghệ cao và bán dẫn, là một trong những ngành ưu tiên thu hút đầu tư, phát triển. Khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh cũng đã khởi động nhiều sáng kiến nhằm thúc đẩy phát triển công nghiệp vi mạch trong thời gian tới. Đáng chú ý, khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh cũng đã ký kết hợp tác với tập đoàn Synopsys, hình thành trung tâm thiết kế vi mạch và đã đưa vào vận hành từ tháng 10 năm 2022 để hỗ trợ các trường, viện trong thúc đẩy nghiên cứu, đào tạo thiết kế vi mạch. Để Việt Nam thành một trung tâm sản xuất vi mạch bán dẫn mới nổi. Như Sputnik đã thông tin, Việt Nam đã bước chân vào lĩnh vực sản xuất chip, phát triển ngành công nghiệp bán dẫn với quyết tâm trở thành một trung tâm sản xuất nổi bật của khu vực trong tương lai. Để thúc đẩy ngành công nghiệp chất bán dẫn, Việt Nam đã ban hành nhiều chính sách, hành lang pháp lý nhằm tạo điều kiện thúc đẩy ưu tiên đầu tư, phát triển các sản phẩm, lĩnh vực vi mạch bán dẫn. Theo Chủ tịch Hội Công nghệ vi mạch bán dẫn thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Tuấn Anh, để trở thành một trung tâm sản xuất vi mạch bán dẫn mới nổi, chính phủ Việt Nam cần đảm bảo cơ sở hạ tầng, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, tăng tính minh bạch và tiếp tục cập nhật khung pháp lý để đảm bảo cạnh tranh bình đẳng. Việt Nam hiện đang nắm trong tay cơ hội rất lớn để tham gia sâu hơn nữa vào chuỗi cung ứng toàn cầu, tham gia vào các công đoạn sản xuất từ thấp đến cao với các nước sản xuất chip. Đồng thời, Việt Nam cũng có thể tham gia chuỗi cung cấp nguyên liệu sản xuất chip từ việc hợp tác khai thác các nguồn vật liệu tiềm năng. Có thể khẳng định, quyết định sản xuất chip tại Việt Nam được đưa ra đúng thời điểm khi thế giới đang thiếu chip, còn Việt Nam thì đang triển khai trong công cuộc chuyển đổi kỹ thuật số và hướng đến nền kinh tế phát triển sáng tạo. Tại hội nghị, các đại biểu, nhà khoa học, doanh nghiệp trong ngành vi mạch bán dẫn đã cùng trao đổi, bàn luận các nội dung xu thế phát triển, những thách thức và cơ hội của ngành vi mạch bán dẫn của thế giới và khu vực, cơ hội của Việt Nam cũng như giải pháp xây dựng mối quan hệ, hợp tác kinh doanh, đầu tư trong lĩnh vực vi mạch bán dẫn trong nước với hệ sinh thái bán dẫn Đông Nam Á, qua đó giúp Việt Nam ASEAN tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp vi mạch bán dẫn toàn cầu. Tình hình chip trên thế giới đầy biến động cũng là cơ hội để Việt Nam phát triển mạnh mẽ, chen chân vào lĩnh vực này. Tờ báo scmp.com cũng đưa tin với tiêu đề: các giám đốc điều hành chip của Trung Quốc chuẩn bị cho mùa đông khi các lệnh trừng phạt của Mỹ đẩy ngành công nghiệp bán dẫn của nước này đến bờ vực tuyệt vọng. Lúc đầu, các lệnh trừng phạt của Mỹ đã giúp kích hoạt sự bùng nổ trong ngành công nghiệp chip của Trung Quốc khi các công ty thúc đẩy đáp ứng lời kêu gọi tự cường công nghệ của Bắc Kinh. Hầu hết các giám đốc điều hành của các công ty chip Trung Quốc dự đoán rằng năm 2023 sẽ tồi tệ hơn năm nay, nói thêm rằng họ đang chuẩn bị cho mùa đông. Sự hưng phấn của ngành công nghiệp đối mặt với các lệnh trừng phạt trước đó của Mỹ đã chuyển sang mức tuyệt vọng sau khi Washington ban hành các biện pháp hạn chế. Bây giờ, tất cả các công ty chip Trung Quốc đang chuẩn bị cho một năm khó khăn phía trước. Vào năm 2020, khi Washington đưa hàng chục công ty công nghệ Trung Quốc vào danh sách đen, bao gồm cả tập đoàn sản xuất chất bán dẫn quốc tế SMIC và Hikvision, điều đó đã giúp kích hoạt sự bùng nổ trong lĩnh vực thiết kế và sản xuất chip của Trung Quốc, khi các công ty cố gắng đáp ứng lời kêu gọi tự chủ về công nghệ của Bắc Kinh. Billion Technology, một công ty thiết kế chip được hưởng lợi từ nỗ lực này, đã huy động được 4,7 tỷ nhân dân tệ, 648,5 triệu USD trong 18 tháng đầu tiên thành lập. Chỉ riêng năm ngoái, Trung Quốc đã bổ sung vào 592 công ty thiết kế chip, tương đương khoảng 11 công ty khởi nghiệp mới mỗi tuần. Các thành phố tập trung vào chất bán dẫn của Trung Quốc như Thượng Hải, Bắc Kinh, Thâm Quyến, Vô Tích và Nam Kinh có tổng cộng 2.810 công ty như vậy vào cuối năm nay. Tình hình từ đó đã thay đổi đáng kể. Trong một sự kiện tại hội nghị thượng đỉnh Semicon China diễn ra vào tháng này, 4/5 giám đốc điều hành của các hãng chip Trung Quốc đã dự đoán rằng năm 2023 sẽ tồi tệ hơn năm nay, đồng thời nói thêm rằng họ đang chuẩn bị cho mùa đông. Liu Jiwang, giám đốc điều hành của Productive Technology cho biết, năm tới sẽ tương đối chậm chạp, cho dù xét từ góc độ toàn cầu hay trong nước. Vì vậy chúng tôi phải cải thiện sản phẩm của mình. Ngoài việc đổ lỗi cho một phần địa chính trị, ông cũng cho rằng sự suy thoái là do đại dịch, việc tăng lãi suất ở Mỹ và tình trạng thừa chip toàn cầu. Như vậy, sau làn sóng kêu gọi tự chủ thì các doanh nghiệp của Trung Quốc đang loay hoay vật lộn với nhu cầu đầu ra. Việc tăng nhanh số lượng công ty, xảo chất sản xuất đại trà số loại chip phổ biến khiến một số chip khan hiếm, ngược lại thừa thãi một số loại chip ở Trung Quốc, khiến nền tảng chip Trung Quốc đang khá là đau đau. Đây cũng là cơ hội béo bở dành cho Việt Nam, quốc gia mới nổi muốn đi tắt đón đầu công nghệ thế giới. Tuy nhiên, việc đầu tư chip cần nguồn vốn khổng lồ, thêm nữa là việc non trẻ, chưa có độ uy tín và kinh nghiệm, nên việc sản xuất chip Việt Nam còn nhiều bất cập.
Nhưng với trí tuệ và khả năng cần cù, khắc phục khó khăn, nếu đã làm thì sẽ làm tới cùng, đó là bản chất của người Việt Nam. Việt Nam có thành công trong lĩnh vực chip nói riêng, nền tảng công nghệ hiện đại nói riêng, xứng tầm châu lục và thế giới không? Chúng ta hãy chờ xem. Còn bây giờ em xin phép dừng video tại đây. Chúc các bạn một ngày tuyệt vời. Like, share, đăng ký và ủng hộ Tí nhé. Cảm ơn và hẹn gặp lại. Goodbye!